Dạ, công sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mà cô chú mày luôn. Mà tôi quý mày vàng hoành lớn bự nha. Xù chảy luôn kẹo. Để lực lực không. Cái này mày hơi bị già đâu năm chứ. Mà để dữ dữ. Kẹo chứ. Cái hoành bự. Mà để đẹp nữa. Rồi vô clip mắt nha quý cô chú chờ đợi ha. Rồi tiếp cho dự những kênh nha quý cô chú nha bạn. Dạ gọi cho anh ạ. Rồi em chào anh Linh, dạ. Mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em về được 11 phôi, trong đó có 4 phôi tứ quý nhà lùng lực nha anh em, 7 phôi mai vàng. Rất mong được giao lưu cùng đến tất cả quý bà con mình gần xa ha. Số điện thoại của em là 033 757 3339, cũng là số Zalo của em. Rồi không làm mất thời gian quý bà con, vô cây số 1 là cây tứ quý ha. Cái này một cốt lên hai thân này, em cắt giật làm cái chi nha nè. Anh em nào cũng chơi cái tông lùng nữa thì về giật cấp ha. Cái này được cái bộ đế nha nè. Đế là đặc cứng luôn ha. Ngồi đế bự. Đế là em bao với nè là đế thiên nhiên chứ không có chỉnh sửa gì hết ha. Cây tự nhiên. Cái này chủ nhà người ta bứng tới giờ á. Đế cũng khá đế ha. Còn đế kẹo. Đây, em vận chuyển về em ngã em té xe, nó chạy mới té nó chạy nha anh em. Em xử lý keo nha, nó không có gì. Đây. Đó. Chóc miếng da vậy thôi, ngoài ra nó không có gì nha. Để cho bá luôn. Của luôn. Rồi em xin phép vô thông số nha. Còn chú ý. Chiều cao tới dây đế nó được 48. Tới mặt bầu nó được 68. Nó sổ thì được 25. Hoành là 37 nha anh em, 38 nè, tính 37 nha. Đó, em đo vị trí xa nào tính vị trí đó nha. Dạ, hoành 37. Tổng đó hoành đế đi. Rồi, mét rưỡi nha anh em. Tổng là mét rưỡi nha. Sổ cũng cao. Cái ngọn được 17. Cây này bộ đế khéo lắm nha anh em, tứ quý già cây lắm rồi nha. Rồi mã số 1 này em vô lưu là 3.700.000, phí ship là em bao cho quý bà con mình toàn quốc nha. Ở gần thì em giá hữu nghị thì em không có lấy cọc nha nè, ở xa thì em xin phép lấy cọc chút đỉnh nha. Rồi tiếp theo là mã số 2. Cây này thật sự là long thần đế thì anh em ơi, cứng luôn nha. Cây này với cây số 1 là một cặp em mua chủ nhà người ta dời á, để dữ lắm. Rồi em cũng nói luôn, cái cọng này nó hơi tét nha anh em. Về muốn bỏ bỏ, muốn để nha, nó lỡ tét rồi nha. Nói trước. Động đế cứng ngắt luôn nha anh em. Chống chỗ nào? Đây là mặt ghế treo em phá bỏ. Đây. Đây là nó chạy một chút, nó hơi tét tí nè. Đây cũng vậy nha anh em. Là em chở cặp mai về em ngã xe á. Rồi nó đập vô cái cầu đúc á. Nó tét tí nha anh em. Em mới xử lý rồi ha. Nó sức cái da á. Cái cây ngoài ra là không có gì hết ha. Em bao chuẩn luôn. Nặng mà. Bự. Cho bông sai gọn nè. Còn để cho bá. Rồi chiều cao tới cổ đế nó được 31. Tới mặt bầu nó được 56. Đo từng chi tiết ha. Rồi cái ngọn được 20. Này em đo hai vị trí cho anh em tham khảo ha. Vị trí này là 47 nha anh em. Rồi em đo hoành chuẩn đây. 45 hoành. Nha, có một vị trí đo 45 hoành. Cái sổ bài bài ra được 28. Cây này một cốt liền một cốt nạc nha nè. Rồi nó mới ra ba tược ha. Anh em thấy rõ ràng nó nạc ha, chứ nó không phải là nó gời nó chập gì nha. Cốt nạc lên ba tược. Để chỉ cần cũng đầy đủ. Đường kính bầu. Cây này bầu lớn nha nè. Bầu nó là 69 đường kính. Thần cái gì? Đế anh em thấy hình dung giùm em ha.
Ông để vậy là hơn cũng dây gần 200 rồi á. Rồi cái mã số 2, cái này em vô lưu là 8.500.000. Bao cái ship toàn quốc nha. Hàng bây giờ cũng tìm cũng hơi giá hơi cứng nha anh em. Mềm mềm mua không nổi à. Nhà bây giờ đầu giá quá. Cái số 2, tiếp theo là cái số 3. Rồi tiếp theo là mã số 3, cũng là phôi tứ quý. Cây này nó hơi bị lực, hơi nặng cây. Cây này em có cái cành phóng cũng khéo em chừa nha anh em. Anh em muốn chơi trực thì về khóa lại chơi trực ha. Có hai cách chơi, ai muốn chơi cách nào để cách đó. Cành phóng này nó to lực em để luôn ha. Cây mặt này mặt tiền nha anh em, nguyên một bờ to luôn, bự luôn ha. Để đều. Để lực lực nha anh em. Để sát sát không? Chia đều bộ. Nhìn không trống. Kinh phóng nó lắc lắc luôn nha nè. Nó là uốn lượng ha. Vì già dữ. Dạ. Mã năng cây này. Nỉnh lực này. Cho nên chơi cạnh quá chơi kẹo. Kẹo mà điều. Rồi em xin phép vô thông số ha. Sáng lộn cái thước hoài trời. Chiều cao tới cổ đế là 74. Tới mặt bầu là 93. Thoát thân được 27 tới cổ đế. Em đo cốt cành này. Đây là 22. Bên đây bự hơn nha anh em. Các bạn quay sáng đất nghiêng có một bên thôi trời. 23. Quậy vậy trời. Rồi vị trí này 48. Dạ, quanh vị trí 48. Chuẩn luôn nha anh em. Đường kính bầu 65. Cái ngọn nó 23. Cái cành phóng này nó được 67. Cây nói chung là lực cái cây lắm nha anh em. Hàng lùng lực có cành phóng luôn. Anh em muốn chơi dán trực thì sửa là dán trực ha. Bình chuẩn là 48 nha anh em. Cây này đo nở ra cỡ 50 á. Rồi cây mã số 3 này em vô lưu quý bà con giá là 12 triệu. Phí ship em bao toàn quốc nha. 12 triệu nha anh em. Đây thật sự là rất khéo cây ha. Để cũng đầy đủ. Rồi tiếp theo là mã số 4. Còn xe bút măng. Cây này thì bao với anh em là bao khuê luôn nha. Hàng sưu tầm nha anh em. Đúng là lùng lực sumo luôn nè. Cây này nằm trong cái lưu nha anh em. Cái này còn dính cái viền lưu một tí em bó con keo bít lại ha. Để keo cho thế thì anh em thấy rõ ràng. Cắm xuống luôn nha, còn xuống nữa ha. Đó, ra nó quện theo xuống tới cái miệng lưu. Hàng lùng lực luôn nha, cây rất già cây nha anh em. Cây đỏ ao luôn. Cây mới bứng về bữa nay nó mới có 3 ngày, nó hơi lú cái kéo cái nhựa nhẹ tí nha anh em. Mới 3 ngày đó. Hơi ra gì nhẹ nhẹ nè. Chỉ cành thì thôi khỏi nói đầy đủ điều. Đế thì cục đế. Đây là hàng sưu tầm nha anh em. Đúng là lùng lực luôn ha. Cắm thẳng luôn, nở luôn luôn. Rồi em vô thông số luôn nha anh em. Đây em đo nhiều vị trí nha. Chiều cao nó tới cổ đế này được 41 nè. Tới mặt bầu nó được 64. Cái độ sổ nó nha là 24. Anh em đo nhiều vị trí anh em nha, tại cây chạc nở nha anh em. Rồi 54 hoành. 54 hoành ha. Em đo nở tí nha anh em.
Nói chung là tham khảo thôi chứ không có mắc đồng bạc nào hết. Rồi chạc nở như thế được 63. Chạc nở 63. Đó, này nó đặc luôn nha anh em, như giống như thân luôn rồi đó. Nhưng mà hoành em chỉ bao với anh em là 54 hoành thôi ha. Cái củ đặc này coi 98 đặc vậy nha. Cốt cành một cái đường kính nó được 7 gần 8 nha. Rồi cái ngọn còn 17 16. Đường kính bầu là 72. Anh em xem kỹ kỹ giùm em ha, cây thật sự là đáng sưu tầm nha anh em. Cục đế đặc luôn ha. Còn dính cái viền lưu một tí nha anh em. Cái lưu này do anh ta bứng, anh ta trồng cái lưu hơi bự á. Nó bó đựng cục đế vậy là đủ tiền à. Lùng lực luôn ha. Cứng hết luôn, xíu chỗ nào hết. Đây, anh em chơi mặt cái đường cắt thì anh em nhìn thấy rõ ha. Đó, đây mặt tiền nha. Rồi cây mã số 4 này em xin phép giao lưu giá là 19 triệu. Phí ship là em bao toàn quốc nha. Thật sự cây này em mua cũng không có rẻ nha anh em. Anh em nào ưng ý được ủng hộ em ha. Hàng tứ quý, hàng năm mấy 60 hoành giờ. Phải vậy giá không có hiện phải... ha. Rồi em có 4 cây tứ quý à. Tiếp theo là em vô cây mai vàng xù nha anh em. Cây số 5 mà xù kẹo. Cây mai vàng này nó xù chảy xù xịn luôn nha anh em. Đế thì bao đâm luôn. Em bao đều với anh em ha. Xung mặt này là cứng hết trơn luôn. Đế đông đặc. Mặt này là khối chê. Đây chỉ thiếu đây một cọng rễ thôi nha anh em. Nhưng mà ở dưới nó có nha. Em có xôm đụng á, nhưng mà em không có khui ra. Chung xù mà đế về là quá chuẩn rồi nha anh em. Đạt rồi, đạt 70-80% rồi. Mà gốc nó nở nó phì phì. Xù là từ dưới rễ này xù dài lên luôn nha. Nó chảy nè, chảy sắp đường cây luôn. Cọm hết trơn ha. Còn tí nữa là bít bít cây nha nè. Đây khoảng dài nữa bít cây ha. Bề ngang ngón tay em nữa là bít xuống tới trên đây luôn. Cây này em bao với anh em bông là đẹp luôn nha. 7, 9, 10 cánh nha. Bông hai lớp giảo nha. Cây này được cái nó xù mà gốc nó chặt nở chữ A luôn nha anh em. Ôi trời, kẹo cho bành mới bên mình không. Dễ là bao với anh em luôn, cây là khỏe khoắn vàng tươi ha. Cái nước xù của nó là muốn bít cây à. Nhìn mặt tiền này cũng phê phê. Cốt cành đóng cũng tứ diện nha anh em. Cành bao phê mà xù giáp. Rồi em xin phép vô thông số nha. Quay bữa nay dục cái thước này à. Rồi tới cổ đế là 61. Chiều đứng tới mặt bầu ý, chiều cao tới mặt bầu là 82. Thoát thân về nó được 22. Có cái cành phóng phóng anh em. Rồi cốt cảnh đây 19. Cây gióc ngọn ha, 18. Tài cành lực lực nha anh em. Chia đều. Cạnh đây nó được 25. Rồi em vô thông số. Cây này nó chạc nở, em đo nhiều khi nó cũng hơi nhạy cảm tí, anh em xem thông cảm nha. Đây hoành chuẩn là em bao với anh em là 60 hoành ha. Làm đo như vậy đó, em quay vòng cho anh em xem chính xác. Này trên cua ghế. Trên cua ghế nha anh em. Sao nó vậy? 60 chuẩn luôn. Rồi em đo thêm một vị trí nữa trên nữa nha. 56. Rồi bỏ tuốt trên nha anh em. Nói chung là cây cũng khá tiện á, em đo nhiều vị trí đi. Rồi cái củ đặc đó. Rồi cái cục đặc này nó được 73 nè. Đông đặc nha. Sổ hơi bài bài ra được 27. Đường kính bầu 72. Cây là cốt cành đóng là tứ diện nha anh em, không thiếu mặt nào ha. Anh em không thích cái cành phóng này có thể phá lục lại chơi dán trực luôn nha. Xù đế đẹp nha anh em. Xù xịn xù chảy luôn nha.
thân nó xù khoảng 80%, gần 80%. Rồi cây mã số 5 là cây mai xù. Cây này em xin phép giao lưu là giá 22 triệu nha anh em. Cây thật sự là đáng đồng tiền nha. 60. Mã số 5. 22 triệu nha anh em. Đáng sưu tầm. 22 triệu. Cái xù này mà thời điểm 2-3 năm gì trước nó thật sự anh em vô vườn 30-40 anh em còn mua nữa. Mà đấy đẹp, xù gì đấy quá. Rồi tiếp theo là mã số 6. Cái số 6 này cây clip rồi bị khách bom nha anh em. Em giao tới chỗ luôn á. Hai vợ chồng cự lộn mà vợ không cho nhận nha. Rồi người ta hỗ trợ được 500 ngàn tiền xe. Em quay đầu về nha. Em đi xe tải luôn đó. Chỉ có kẹo chứ, bành bành, lỡ chậm bá luôn. Cây clip gọi tới nay cũng lên nhựa rồi nha anh em. Cây đúng là lùng lực luôn nha, đế thì tứ diện nha anh em. Cộng cũng to to lắm nha. Em ở đây mai em cắt nước hết trơn à. Nên nó khô, nhìn anh em nhìn thấy nó khô ha. Không có nở, chặt bự ghê lắm, chỉ cành lực lực sát sát. Rồi em vô thông số lại nha anh em. Chỉ cao tới cô đế là 44. Tới mặt bầu là 67. Hoành đây đi 56 đi. 56 nha anh em. Rồi đo nở nhẹ một cái nữa nha. Cây rồi nở 63. Nở 63, này nó nở bự hơn nữa, nó chạc bự hơn. Cây nó sổ bề bài được 30. Cành thứ nhất 27, cái ngọn 25, đường kính bầu 79, đường kính bự lắm nha anh em. Đế hay bị vip, kẹo đều chứ. Đấy rất to khủng nha. Rồi nay em xin phép hạ giá cây này luôn nha anh em, 13 triệu 500 ngàn, phí ship bao toàn quốc luôn. Số 6 được 3 triệu 5 ngàn. Rồi, tiếp đổi phôi luôn. Lực chỉ cần đẹp. Mã số mấy vậy ta? Xe là mã số 7. Số 7 là thân cốt nha anh em, tay cạnh tứ diện. Đế là bao đẹp. Đế ổ chè. Điều quá trời. Chữ ngắt. Cây đế bàn nha. Đế bàn mà chỉ cần cũng đẹp. Trải đều ra hết. Tứ diện luôn anh em. Đế là nó dày đặc luôn. Còn cốt dốt luôn, thẳng chỉ cần kẹo đều. Cốt cành là tứ diện nha anh em. Rồi em cũng xin phép nói nha, cây này là em bao bông từ 9 tới 12 cánh nha anh em. Em có mấy cây bông giảo nha. Cây nào tới bông giảo em báo. Rồi, giờ thông số luôn nha anh em. Rồi, chiều cao em tính 1,5 m nha anh em. 1,5 m. Thoát thân được 26. Cốt cành thứ nhất 21. Hoành eo 45. Chuẩn 45 nha anh em. Đường kính bầu 67. Form tài ngang 79. Rồi nay em cũng xin phép giao lưu cây này giá thu hồi vốn luôn nha anh em. 6 triệu 500 ngàn. Cây đế đẹp mà chỉ cây cốt cành bông giảo đế đẹp luôn nha anh em. 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là mã số 8. Quỳnh đang lớn. Cái bự. Cây quỳnh to nha anh em. Cây này dáng nó cũng hơi lết lết nhẹ nha. Đất mà gãy đều. Không bành. Đấy thì tứ diện nha, để to lực. Đây, ngay cái lượng nó có một cộng gãy chịu đó. Nguyên cái cùm mà em luôn chứ không có nói cổ tay nha, cái cùm tay.
quá lực cũng bự còn cắm xuống vừa xe ra vừa cắm xuống. Đây kéo nhựa mà cắt chân nha nè, trắng chân nha. Rồi chiều cao tới cổ đế nó được 54, tới mặt bầu về nó được 570. Hoành là 49, em tính 48 thôi nha nè, 8 thôi. Hoành 48. Em đo nở nhẹ một cái nha, anh em tham khảo thôi. Vậy là được 52 nè. Bộ đế nó bài ra sau lưng nó chạy dài được 39. Đường kính bầu nó được 60. Cái ngọn được 25. Cây lên nhựa nha anh em. Trắng chân nha. Rồi cây mai vàng này em vô lưu mau lẹ với anh em luôn, giá là 3.900.000, mã số 8. 3.900.000 nha. Mập bự. Rồi tiếp theo là mã số 9. Gốc nở. Cây chực nha nè. Con tàn dù lỡ lỡ nha. Cây cành này đầy đủ nè, đều chắc xác. Cốt cành tứ diện. Năng cây. Cái tay cành to lực không nha nè. Lực lực không à. Để đại đắc quen. Cành khá lực nha nè. Hồi nãy cây vô cũ này em hôm nay em hạ giá em bán ngũ nghị cho anh em chơi hết. Rồi chiều cao tới mặt bầu luôn. 139. Thoát thăng được 49. Rồi vị trí này 48. Hoành 48. 48 hoành chuẩn nha nè. Đo nở 50 khỏe luôn. Đường kính bầu 65. Phôm tầng lở ngang nó được 65. Rồi cây mã số 9 này giao lưu mau lẹ với anh em luôn, 4.800.000. Cây này em cũng bao với anh em bông là 7, 9, 12 cánh nha. Bông đẹp nha. Rồi tiếp theo là mã số 10. Cây này thì bông 5 cánh thôi nha anh em. Bông nó ra quá trời nó mới rớt bông ha. Chung cây này là cây mới luôn nha anh em. Em không gà về nhưng mà em chưa có kịp quay clip bán ha. Đế em còn chưa khai thác lại nữa nè. Để nguyên luôn. Cây này nó lên xù nu nha anh em. Bông là có 5 cánh bầu nha anh em. Nay nó muốn rụng rồi, nó hơi héo rồi nha. Chứ nó rất tươi, bông nó rất to. 5 cánh đẹp. 5 cánh bầu luôn. Quá đẹp luôn. Nó ra trong thân luôn nha, giống như bông đùm vậy nha anh em. Đây, bông nó ra trong thân luôn nha. Rồi, em báo luôn là cây này nó có lỗi nha anh em. Lên xù kìa. Bung. Đây. Lúc mua là không có tim mẹ, khi em cắt tay cành bỏ là nó lòi ra tim nha, bằng ngón tay em nè. Nó bị tim vô nha. Trên mặt cắt trên đây một quần nữa nha anh em. Có sao mình đã báo như vậy. Đây, rồi tay cành thì không có nha. Bên đây nữa nè. Đó. Có lần hoàng trắng vậy đó. Chỉ có vậy thôi nha. Nhưng mà em bán giá hữu nghị cho anh em chơi luôn. Cây thì lên xù nè. Anh em thấy không? Cục luôn. Cục một bệt bằng tay em để vô nè. Xù chảy luôn ha. Đây. Gì? Xù chảy tự nhiên luôn. Cây xù rồi dữ dằn lắm nha anh em. Đó, anh em coi ha. Nước xù. Lên cao rồi. Đây nguyên bệt bằng tay em nữa nè. Lên xù, tương lai lên xù nu luôn nha nè. Xù dữ lắm, xù nha luôn. Em bao với anh em, hôm nay em kêu giá hữu nghị bán cho anh em chơi luôn. Do nó bị mấy cái lỗi tim nè. Em bán rẻ nha. Rồi, tới cổ đế nó được là 83 nè. Tới mặt bầu được 99. Cây này thoát thân tới cổ đế được 29. Em đo nhiều vị trí cho anh em xem cái nha. Rồi vị trí này 54 nha. Mình là chí 54. 54 làm đo vậy nha.
Bây giờ em đo chạc nở cho anh em tham khảo nè, cái độ nở nữa nha. 63. Anh em tính hoành thân vẫn được. Nhưng mà hoành em bao 54 hoành thôi. Cây lên xù nu luôn nha. Cây này tiền ship em bao với anh em là từ 600 ngàn trở lên nếu gửi dịch vụ. Rồi đường kính bầu là 73. Cái độ sâu của cái bầu không là nó được 23 nè. Cốt cạnh nó lực lắm nha nè. Vú bò luôn. 24. Rồi cái ngọn được 26. Thật sự cây mai xù này em giao lưu mau lẹ với anh em luôn nha. Do nó mấy cái lỗi tim em có báo rồi nha anh em. Anh em nào đồng ý mua thì ok ha. Còn đồng ý thì vui vẻ. Chứ em báo đàng hoàng hết ha. Nhựa là xanh hết trơn nha anh em. Em bứng bữa nay là mười mấy ngày em chưa quay nha. Bữa nay mới em đo lo ra quay nha. Cho ra nhựa em mới dám quay bán cho anh em. Rồi giao lưu với anh em giá là 4.800.000 cho một cây mai xù nu. Cây này tiền ship không là 700-800, 600-700 là bình thường nha anh em. Rồi 4.800.000. 4.800.000 bán giá quá mềm luôn. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha anh em. Cái số 11. Em lộn. Cây này nó cũng nặng, không có lên bằng quay được ha. Quay xương xương cho anh em xem được rồi. Cốt cành nó đóng cũng đều nha anh em. Lắc điện ở trên luôn. Cái ngọn nó cũng lắc ha. Cây là cái mịn nó như ông đĩa ơi, nó mập ù, nó bự nha anh em. Nay em hạ giá bán hữu nghị cho anh em chơi hết. Giá là mau lẹ luôn ha. Có cọng rễ này rất khéo anh em, bò ra giống như con rồng vậy. Còn nó uống lượng ha. Để cân đối điện. Thằng nó hay gân lực. Để to lực. Không bự. Đây, lên nhựa trắng hết trơn nha anh em. Nha. Đây. Nhựa là em bao lên trắng hết trơn ha. Cây mạnh khỏe nha. Rồi em vô thông số luôn nha anh em. Chẹo luôn. Sáu mươi hai hoành. Vị trí 62 nha anh em. Là em đo ngay vị trí vậy nha. Tại vì nó nở dữ lắm. Đo xuống bự nữa nha. Rồi em đo lên một cái thông số thuốc trên cái nữa nha. Đó thuốc đây là 57. Là còn 2 gan nữa mới tới nha. Đo nở ra 69. Cây này sổ mặt này sổ đứng được 29. Đây nó có cái thẹo nhỏ nha anh em. Thẹo sành đá rồi nha. Em đây em test thử đỏ cái ao nha. Nó chút xíu nè là bít rồi nè. Chứ nó không có vô nữa nha. Ngón tay. Đường kính bầu được 70 chiều dài đó nha. Cây này thoát thân tới ngang đây đi 64. Chiều cao em tính 2m nha em. 1m9 2m nha. Rồi cây này mau lẻ với anh em luôn, em giao lưu là 6.500.000. Cây mai vàng nha em. Bông làm bao đẹp luôn. Không đẹp tặng không. Bông hai lớp giảo nha anh em. Dạ cây dữ. Hoành nở nở tí 6 mấy hoành ha. Cây có 6 triệu mấy à. Rồi cây mã số 11 em vô lưu là 6.500.000. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian qua. Rồi rất mong clip này quý bà con mình xem và ủng hộ tiếp tục em á. Rồi mến chào quý bà con, hẹn gặp lại. Chào anh Mười luôn. Rồi chào cô chú anh chị các bạn luôn. Chào cô chú xem mấy cái nặng hay tiếp cho nhiều giúp kênh. Dạ trân trọng chào.